chung là bài tương đối rất là dài, thì cái phần buổi đầu thì cô cố gắng là mình sẽ nói, cố gắng là đi nhiều một chút à, những cái điểm chính rồi các bạn phải chịu khó đọc sách. Còn cái bài thứ hai là cái bài đái tháo đường à, và cái phần mà bệnh lý tuyến thượng thận nó tương đối là nhiều ở trong đó, nhiều vấn đề, cho nên là cô sẽ dành thời gian 4 tiết còn lại để nói hai cái phần bài chính đó. Và mình còn thêm một cái bài nữa là tuyến cận giác, canxi máu, cho nên cái lượng bài học của mình tương đối nhiều nha. Thì trong cái phần này thì cố gắng là đi được nhiều tới đâu hay tới đó. Mình đi tiếp tục là cái bài bú giáp đơn thuần. Thì bú giáp đơn thuần người ta định nghĩa là cái tuyến giáp nó là tăng về thể tích và kích thước á, nhưng mà nó không thay đổi về mặt chức năng, tức là nó sẽ không có cường giáp suy giáp hoặc là nó không có bị ung thư ở đây nha, nó chỉ bự lên như vậy thôi, thì được gọi chung là bú giáp đơn thuần. Thì bú giáp này có thể là nó bị to lên lan tỏa hết toàn bộ tuyến giáp, nhưng mà nó cũng có thể là nó nằm ở dạng nhân bên phải bên trái hoặc thì giữa gì đó, có thể có một nhân hay nhiều nhân, người ta gọi là bú giáp một nhân hay bú giáp đơn nhân, nếu mà nhiều nhân là bú giáp đa nhân ha. Thì do cái quá trình mà mình tổng hợp khung giáp nãy mình đã nói, thì nếu mà mình không cung cấp đủ cái iốt cho cơ thể, thì đặc biệt là những người sống ở vùng huyết cao á, thì mấy em sẽ thấy là họ bị thiếu cái iốt để tổng hợp hoặc khung giáp, thì khi đó tuyến giáp của họ phải tăng hoạt động nhiều hơn để bắt được nhiều iốt hơn để cung cấp đủ cái nhu cầu hormone giáp cho cơ thể, thì khi đó cái tuyến giáp của họ nó sẽ thường là lớn lên, và khi đó mấy em sẽ thấy là nó to lan tỏa hết cả hai thùy chứ không phải là to một bên ha, hoặc là một nhân. Thì nguyên nhân bú giáp đơn thuần nó có rất rất nhiều nguyên nhân ha, ví dụ như một số loại thức ăn mà họ cải, ví dụ như bông cải su su nè, thì nó có chứa cái thioglucosid, nó ức chế, nó không cho iốt gắn vào, cái tyrosine thì không có gắn vào được, thì làm sao mà nó tạo thành được cái monoidotyrosine hoặc là MDIT được, thì như vậy thì không tổng hợp được khung giáp ha. Hoặc là khoai mì á, thì trong đó nó sẽ có rất là nhiều cái thiocyanate, thì dẫn tới cái việc mà ức chế không có bơm iốt vào thì không có cung cấp được nguyên liệu, và đồng thời nó sẽ làm tăng cái thải cái iốt đi ra ngoài nước tiểu, thì như vậy thì nó sẽ làm mất cái nguồn nguyên liệu để mà tổng hợp hoặc khung giáp. Hoặc là những cái chế phẩm từ đậu nành vân vân thì nó sẽ làm giảm hoạt tính của cái men TPO. Thì mấy em sẽ thấy, nhưng mà mình nói như vậy thì không có nghĩa là ai cũng bị ha, tức là những cái người mà mấy em thấy người ta ăn chay trường á, từ nhỏ tới lớn người ta ăn toàn đậu nành nhưng người ta đâu có bị bú giáp đơn thuần đâu, thì không phải lúc nào cũng vậy, nó làm giảm hoạt tính thôi, nhưng mà không phải ai cũng ức chế hoàn toàn ha. Hoặc là những người bị hút thuốc lá thì trong đó nó cũng tạo thành cái thiocyanate á, cũng tương tự giống như cái việc mà sử dụng những thức ăn có chứa khoai mì ha. Hoặc là những cái người mà bị yếu tố di truyền, họ bị giảm tổng hợp rối loạn cái việc mà tổng hợp hormone giáp ha, do bất thường về cái men đó, men TPO nó không có hoạt quá được, hoặc là trong một số loại thuốc cũng có thể ức chế tổng hợp cái hormone giáp, ví dụ như amiodarone nãy mình nói sử dụng nhiều quá thì nó bị ức chế, thì nó cũng sẽ không có làm cho bắt được iốt, thì tuyến giáp lúc đó cũng sẽ lớn lên để tăng tổng hợp hormone giáp ha. Hoặc là do về dinh dưỡng, hoặc là bị đào thải quá mức, ví dụ như bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì mấy em sẽ thấy cái hormone giáp thì nó muốn vận động, nó di chuyển được trong dòng máu là bắt buộc phải có cái protein, tức là cái globulin hay là cái albumin gì đó để mà vận chuyển nó. Bây giờ bệnh nhân hội chứng thận hư thì nó sẽ tăng thải cái albumin, thì như vậy thì nó sẽ bị thiếu cái hormone giáp ha. Rồi bệnh nhân sẽ bị tăng nhu cầu hormone giáp trong trường hợp mà vậy, thì mấy em sẽ thấy thường những cái đứa trẻ mà cái giai đoạn mà nó nó đang dậy thì á, thì mình sẽ thấy cái nhu cầu lúc này nó sẽ tăng lên, thì lúc này tuyến giáp nó làm việc nhiều hơn, mình sẽ thấy cái tuyến giáp của nó sẽ to hơn, cho nên ba mẹ thường nó hay đi đến khám, đặc biệt những đứa nào mà nó hơi gầy gầy á thì nhìn sẽ thấy cái cổ nó no hơn so với cái cơ thể của nó hơi gầy á, thì người ta nghĩ là nó bị bệnh lý bú giáp, nhưng mà thực tế thì nhiều khi nó không có phải là bú giáp đâu, mà là đôi đang phát triển bình thường thôi. Nhưng mà trong một số trường hợp thì mấy em sẽ thấy là cái nó rất to rất là nhiều và người ta lo lắng ha. Nhưng mà đây là cái tình trạng mà bú đơn thuần thôi, thì sau cái giai đoạn đó nó ổn định thì nó sẽ hết. Thì về mặt môn học thì bú giáp nó có thể là nó to lan tỏa, thường nó nằm ở cái dạng là dạng mô đặc, còn trong một số trường hợp thì nó có làm dạng đặng nang á, tức là bên trong nó chứa dịch á. Bú giáp thì thường nó có thể là nó có kết hợp vừa cả mô đặc và vừa cả cái dạng nang ở trên một cái bú luôn ha.
Thì trong đó thì ta nói gì đó, dạng đó là dạng hỗn hợp. Thì cái về mà cấu trúc về mặt môn học thì người ta thay đổi, thì bên trong ta làm cái kết quả môn học đó, thì có thể là người ta xác định cho mình đây là cái bốn này là dạng keo hay là dạng mô đặc, thì họ trả lời ha. Cái này thì trên cái kết quả giải phẫu bệnh thì nó sẽ trả lời cho mình cái vấn đề đó. Về mặt lâm sàng thì như thế nào? Về mặt lâm sàng thì bệnh nhân có triệu chứng cơ năng, có bướu giáp, thì cái bệnh lý này rất dễ phát hiện, tại vì nó nằm ngay ở dưới da vùng cổ thì mình sẽ thấy rất là dễ phát hiện ở đây. Đôi khi người ta đi tới khám gì lâu lâu tự nhiên tình cờ soi gương tự nhiên thấy cái bướu giáp nó to, thì đi đến khám, hoặc là người ta cảm giác gần đây nuốt nó bị vướng, cảm giác nó bị nghẹn ha, thì mình ta sẽ có cái tình trạng đó. Hoặc là người ta tới với mình á, vì người ta thấy là sau lúc này á, cảm giác như là cảm giác cái nó ngạt ngạt, mỗi lần mà người ta nằm á, đặc biệt người ta nằm ngủ cảm giác nó cứ ngạt ngạt, nó cảm giác nó thở nó khó khăn, thì người ta tới khám với mình. Thì khi bệnh nhân tới khám với mình thì mình phải hỏi là họ xuất hiện cái triệu chứng này bắt đầu từ khi nào ha, mình coi họ sống ở cái vùng dịch tễ của họ nó có bị thiếu thiếu cung cấp cái nguyên liệu dẫn tới hay không, rồi tiền căn gia đình họ có bệnh lý về tuyến giáp hay không, đặc biệt là những cái bệnh lý về mặt ung thư tuyến giáp, hoặc là những cái bệnh lý miễn dịch ví dụ như đái tháo đường tuyến 1, viêm giáp, Hashimoto, vân vân, những cái đó thì mình phải hỏi ha. Mình khám thì mình sẽ nhìn sờ và nghe ha, mình sẽ đo nữa nha. Thì khi nhìn nó thì cái tuyến giáp nó mình sẽ thấy nó có thể to đang tỏ hoặc là khu trú một vùng, khi sờ thì mật độ nó sẽ thay đổi tùy theo cái từng nguyên nhân, có thể là mềm trong trường hợp là bình thường, nhưng mà cũng có thể là chắc cứng nếu như mà cái bú này nó là thường dạng nang ấy, thì thường là nó chắc, cứng thì nếu mà mình sờ vô cứng thì cái khả năng nghi ngờ ung thư nó cao ha, thì lúc này mình sẽ đánh giá. Và nếu mà trong trường hợp có viêm thì bệnh nhân có thể có đau ở trong đó nữa. Rồi mình nếu mà khi sờ được bướu tuyến giáp thì bắt đầu phải sờ hạch để tìm cái hạch vùng cổ bệnh nhân có hay không có, và nghe coi có bướu mạch hay không. Thì đo thì mình sẽ đo ước lượng dựa vào cái bảng phân độ theo cái tổ chức y tế thế giới, thì người ta phân độ nếu độ không là không có bú, độ một thì là cái bú này nó có nhưng mà mình sờ nắn được. Thì trong độ một nó chia làm hai nhóm, độ một A và một B, một ba thì mỗi một thùy á, nó chỉ to lớn hơn một đốt ngón tay của cái người bệnh nhân á, và độ 2B á, một B là khi mà ngửa đầu ra tối đa thì mình sẽ thấy được cái bú nó to, nhưng mà mình cũng sờ thò được và phải ngửa tối đa mới thấy được ha. Thì đó là độ 1. Độ 2 là bú này là gọi là bú nhìn thấy, tức là mình ở cái tư thế bình thường mình cũng quan sát được bú và đương nhiên là mình cũng sờ nắn được nó rồi. Độ 3 là cái bú này rất là lớn và đứng ở thiệt xa vẫn có thể thấy được. Thiệt xa đây là khoảng cách là khoảng 5 mét ha. Rồi bú này có thể gây tình trạng biến dạng cổ, thì cái tình trạng mà bú tép to độ 3 thì bây giờ mấy em có thể thấy ở những người mà khoảng 7 80 tuổi rồi đó, 60 70 tuổi trở đi, chứ những cái người mà trẻ trẻ bây giờ thì khi mà có bú giáp to thì người ta đã điều trị rồi. Nên thứ nhất là ảnh hưởng tới thẩm mỹ, thứ hai là người ta sợ để lâu là sợ nó bị ung thư, cho nên thường người ta đã giải quyết lớn hết rồi. Cho nên thế mấy em sẽ thấy những cái bệnh này nếu mà có còn bú giáp to như vậy nữa, chỉ gặp ở những người lớn này, người ta sống mấy chục năm với cái bú người ta mới để luôn thôi, chứ còn thông thường người ta bây giờ ít có ai mà chịu để một cái bú như vậy lắm ha. Đặc biệt là người nữ thì người ta vì vấn đề thẩm mỹ á, người ta thường là người ta sẽ đã giải quyết sớm, thì do đó cái bệnh mà mình gặp nó cũng sẽ ít dần đi. Thì mình xét nghiệm thì mình đơn như bú giáp đơn thuần muốn coi nó là đơn thuần hay không, tức là có ảnh hưởng về mặt chức năng hay không, thì mấy em phải đo cả cái hormone tuyến giáp và cả cái TSH. Rồi trong trường hợp mình nghi ngờ này sống ở cái vùng mà thiếu iốt thì mình sẽ đo cái iốt niệu ha. Về mặt hình ảnh học thì cái siêu âm là cái mà mấy em hay làm nhất. Cái thứ hai là cái xạ hình tuyến giáp, thì có thể người ta sẽ làm trong trường hợp mà mình để phân biệt hoặc là độ trong iốt phóng xạ, cái trường hợp phân biệt coi trường hợp này nó có viêm hay không để nó coi nó có bắt iốt hay không. X-quang trong trường hợp mà bú giáp nó chìm á thì người ta mới làm X-quang thôi, chứ còn bây giờ siêu âm có giá trị cao hơn nhiều ha. Rồi FNA trong trường hợp mình sợ giữa cái bú mà nó cứng ngắc hoặc là có hạch á, nghi ngờ coi có ung thư hay không, thì người ta sẽ làm cái FNA, người ta đánh giá ha. Đây mẹ em sẽ thấy nè,
trong trường hợp mà nó bắt nhiều ý ớt thì cái hình ảnh nó đen như thế này, và tương tự đây cũng vậy, gọi là cái nhân nóng, còn cái chỗ bình thường nó sẽ màu như nhạt nhạt như thế này thôi, thì cái này người ta gọi là nhân nóng nè. Còn cái chỗ mà nó nhạt luôn không bắt cái gì hết, cái này là bình thường ha, còn chỗ không bắt gì hết thì người ta gọi là nhân lạnh ha. Ý là hình ảnh cô mô tả như vậy thôi, chứ không phải lúc nào chỗ này cũng là có nhân, đây là hoàn toàn bình thường là không thấy nhân gì hết nè, nhưng mà không bắt thì người ta gọi là nhân lạnh, còn cái chỗ bắt thì người ta gọi là nhân nóng ha. Còn đây là cái hình ảnh làm FNA nè, ta có dùng một cái đầu dò siêu âm nè ha, và dùng một cái kim, thường cái đầu cái kim nó cũng hơi to to một chút, khoảng nhỏ hơn cái kim rút thuốc một xíu, và người ta kéo ra kéo vô vài lần để lấy cái tế bào ở vùng đó, để người ta xét nghiệm coi coi nó có phải ung thư hay không ha, để biết cái tính chất của cái bướu tuyến giáp. Tuy nhiên không phải FNA là nó ra kết quả đúng 100% ha. Có nhiều bệnh nhân là kết quả FNA bình thường nhưng vẫn có thể là ung thư, nhưng có những cái bệnh nhân là kết quả FNA là nghi ngờ ung thư nhưng mà khi mà phẫu thuật ra làm giải phẫu bệnh thì nó cũng có thể là bình thường, tức là nó vẫn có dương tính giả và âm tính giả. Tuy nhiên đối với FNA mà làm với sự hướng dẫn của đầu dò siêu âm thì cái khả năng âm tính giả hay dương tính giả của nó sẽ ít đi. Bởi vì khi này người ta không có chọc mù mà ta có siêu âm thấy chỗ nào nghi ngờ nhiều lắm thì người ta mới làm, chứ không phải lúc nào nó cũng lúc nào người ta cũng chọc mù ha. Trong trường hợp chọc mù thì mình sẽ hay bị chọc sai đó, tức là bệnh nhân có bú giáp nhưng mà cái chỗ em chọc là chọc ngay chứ vùng mô bình thường á, thì khả năng em chẩn đoán bệnh thì gặp rất là nhiều những sai lầm ha. Thì khi mà người ta có một cái bú giáp đơn thuần thì mấy em phải phân biệt, bú giáp to thì nó gặp trong rất là nhiều bệnh lý, cho nên mấy em phải phân biệt là cái bú giáp này là bị có phải là basedo hay không ha. Cái thứ hai là có phải là viêm giáp Hashimoto hay không, hồi nãy trong triệu chứng của từng cái bú mình đã nói rồi. Thứ ba là bệnh nhân có phải là bị viêm giáp bám cấp hay không, hay là bệnh nhân này có ung thư tuyến giáp hay không. Thì trong trường hợp bú giáp đơn thuần thì mình phải bắt buộc mình phải phân biệt những cái tình trạng này. Và tiến triển của bú giáp đơn thuần á, nếu như mấy em sẽ thấy những cái trường hợp mà giai đoạn mà nó bị nó giai đoạn mà nó phát triển nhanh, giai đoạn dậy thì á, thì mình sẽ thấy là nó sẽ tự khỏi không có cần điều trị gì hết, hoặc là người ta chỉ sống ở những cái nơi thiếu iốt một thời gian ngắn thôi, sau đó họ trở về được cung cấp iốt đầy đủ thì nó sẽ tự hết, không có cần bổ sung gì cả. Tuy nhiên có nhiều người thì nó kích thước nó lớn to nhiều quá thì người ta sắp bắt buộc phải điều trị. Thì điều trị thì mình có nhiều người lúc đầu thì nó không có gì, tức là bú giáp đơn thuần không ảnh hưởng về mặt chức năng, nhưng mà sau một thời gian thì cái bú này nó có thể dẫn đến thay đổi chức năng, nó gây nên là cường giáp hoặc suy giáp, hoặc một số người là do cái tình trạng mà thấy cái bú giáp vậy đó cứ chọc hút ha tới nó thì nó dẫn tới cái tình trạng nhiễm trùng và nó gây nên tình trạng viêm, và sau đó nó dẫn tới hậu quả thần tí có thể là gây suy tuyến giáp, rồi nó dẫn tới cái tình trạng nhiễm trùng nên có tình trạng xuất huyết nhiễm khuẩn. Xuất huyết là mấy em sẽ thấy cũng rất là hay gặp, đặc biệt với những người mà bú giáp mà nó dạng nang á, thì khi mà chọc hút vào trong đó ha thì nó sẽ dẫn tới là xuất huyết vào trong nang, thì cái này mình cũng rất là hay gặp. Rồi ung thư là có thể có, tức là mình chỉ trả FNA nó chỉ trả lời ở thời điểm hiện tại thôi, còn diễn tiến lâu dài thì mình không có loại trừ được, bệnh nhân vẫn có khả năng ung thư tăng lên, hoặc là lúc này bệnh nhân không có vấn đề gì hết, chỉ là bú giáp bình thường nhưng mà sau đó do cái nghề nghiệp hoặc là cái môi trường làm việc của bệnh nhân nó bị tiếp xúc với tia xạ vân vân thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ diễn tiến tới cái ung thư trên bệnh nhân, thì lúc này mình phải lưu ý ha. Về điều trị thì mình tùy thuộc vào nguyên nhân, nếu như mà thiếu iốt thì cung cấp iốt ha, nếu như đây là cái bú mà nó to nhưng mà nó mới phát hiện thì người ta có thể điều trị bằng cách là sử dụng hormone bù giáp tổng hợp. Mình thấy ngược đời ha, tại sao bệnh nhân bị bú giáp mà lại cung cấp hormone bù giáp cho bệnh nhân, thì theo cái cơ chế feedback âm hồi nãy mình nói, khi mà bệnh nhân có bú giáp to là do cái tuyến giáp của người đó nó tăng sản xuất, nó tăng hoạt động để mà tăng tạo hormone giáp, thì như vậy thì tuyến giáp nó lớn lên, như vậy mình sẽ cho uống hormone giáp vào để mà tuyến giáp nó không cần hoạt động nữa, nó vẫn có hormone giáp, thì như vậy cái kích thước tuyến giáp nó sẽ giảm dần, nó ức chế để không có cái hormone tuyến yên teo sát tác động lên tuyến giáp nữa, như vậy tuyến giáp không cần làm việc nữa, thì như vậy kích thước tuyến giáp nó sẽ giảm. Tuy nhiên cái điều trị này chỉ có giá trị trong những trường hợp mà cái bú nó mới và nó kích thước nó tương đối nó nhỏ, chứ mà những cái bú nó quá lớn hoặc là cái bú này nay mấy chục năm này thì cái điều trị bằng hormone giáp tổng hợp nó sẽ không có hiệu quả ha.
rồi hoặc là mình không thích vậy thì hoặc là bố mình quá to thì mình có thể phẫu thuật hoặc là sử dụng iốt phóng xạ, cũng đây là một cái cách mà người ta cũng rất là hay dùng. À, ta cho uống tức là giống như là phẫu thuật không xạ dao vậy đó, đó là dùng iốt phóng xạ làm cho cái iốt phóng xạ nó tập trung vào mô tuyến giáp, nó phá hủy cái mô tuyến giáp nó đi thì làm cho cái mô tuyến giáp chỗ đó nó bị teo, thì khi nó teo lại như vậy thì nó sẽ không có tăng cái kích thước lên nữa nhưng mà nó lại đảm bảo được thẩm mỹ, bệnh nhân không có thấy những cái vết sẹo hay là những cái biến chứng của phẫu thuật ngay vị trí đó ha. Hoặc là người ta sử dụng cái sóng radio cao tần thì mình sẽ thấy là R3, thì cái này người ta cũng là tương đối là ở một số nơi người ta đã làm, ví dụ như Đại học Dược Hồ Chí Minh hoặc là Bệnh viện Chợ Rẫy á, thì người ta có một cái dụng cụ giống như cái kim á, người ta đâm vào cái vùng đây, giống như cái kim ha, đâm vào cái vùng mà bốn tuyến giáp nè và sau đó nó sẽ phát ra cái xung và nó sẽ với cái đầu dò của siêu âm ha, thì nó sẽ làm cho đốt cái mô tuyến giáp nó đi, thì như vậy nó chỉ có một cái dấu là giống như mình đâm kim vô thôi. À, bệnh nhân có thể xuất viện về trong ngày ha, và cái này người ta làm cũng tương đối là phổ biến, tuy nhiên nó cũng sử dụng cho những cái bố mà kích thước nó tương đối nó nhỏ và đai bố này không phải là ung thư, nếu nghi ngờ ung thư thì mình sẽ không có làm được đâu ha. Và iốt phóng xạ cũng vậy thì cũng không dùng trong trường hợp bệnh nhân bị ung thư, nghi ngờ ung thư đâu ha. À, đến nghi ngờ ung thư bắt buộc thì phải phẫu thuật thôi. Thì những cái chỉ định để phẫu thuật thì ở trong đây thì cô cũng đã có ghi rồi, các bạn sẽ đọc thêm ha. Đó là những cái điều trị. Còn phòng bệnh thì đa phần là mình sẽ phòng bệnh trong trường hợp là iốt á, thiếu iốt thôi. Thì bây giờ cái chương trình y tế quốc gia thì mấy em sẽ thấy ta bổ sung iốt vào trong muối ăn á, thì cho nên mấy em sẽ thấy cái bệnh lý thiếu bú giáp to do thiếu iốt thì ngày nay ít 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 khi nào hiếm khi gặp lắm, chỉ trừ trường hợp là cơ thể người đó không thể dung nạp được iốt thôi, chứ còn do thiếu cung cấp thì mấy em sẽ thấy không có gặp nữa ha. Và cái hormone tuyến giáp trong cơ thể mình nó dự trữ nó đủ cho cơ thể dùng trong vài tháng, cho nên mấy em sẽ thấy người ta có thể người ta đang sống ở cái vùng cung cấp iốt rất là đầy đủ nhưng mà họ tới một cái vùng núi cao sống 1-2 tháng sau đó về bình thường, mấy em sẽ thấy họ không có thiếu hormone giáp, cho nên những bệnh lý này cũng sẽ ít gặp hơn. Rồi đó là cái phần về bú giáp đơn thuần, thì cái bài đó nó tương đối nó đơn giản.